anh làm tốt lắm đây là thù lao của anh cảm ơn cô chỉ có mấy tấm hình nhỏ nhỏ và một bài báo như vậy cũng đáng mà cũng nhờ cô nên như thái đã được hâm nóng lại tên tuổi và cô tình cũ lại được nổi tiếng theo chị chuẩn bị xong hết rồi chị làm gì vậy anh không cần phải làm gì đâu ủa anh an về rồi hả anh chưa có về để chị chuẩn bị xong hết rồi tới công ty đón anh ai cho cô cái quyền đó chỉ còn nấu nữa kìa cô ờ mẹ Cô nghĩ đi Cô là cái gì trong nhà này Phải ừ. đợi cô đi rước con tôi mới về được tới nhà ừ, Dạ mẹ Con không có ý đó đâu Đứa xạo Con sẽ giải thích cho anh hiểu mọi chuyện Dù con không có lỗi Nhưng con cũng mong rằng Anh tha lỗi cho con <laughs> Dù sao thì con với anh cũng là vợ chồng <laughs> Cái từ vợ chồng Nghe cô nói ra sao mà nó ngọt ngào đẹp đẽ quá Nghĩ lại đi Cô xứng đáng làm vợ con tôi không Mẹ Từ khi về làm dâu nhà này Con chưa bao giờ cãi lời ba mẹ Lúc nào con cũng làm tròn bổn phận Của một người vợ Tại sao lúc nào mẹ cũng có thành kiến với con hết vậy Vậy cô trả lời cho tôi biết Thứ nhất Cô lấy con trai tôi vì mục đích gì Tiên Có phải vì cô yêu nó Cô mới đồng ý lấy nó không Đúng rồi. Thứ hai Từ lúc cô về làm dâu nhà này Cô đã làm được gì cho nhà chồng cô không? Ừ. Một lần pha sữa cho bà nội chồng cô uống Thì bà bị ngộ độc bậy rồi Đi hưởng tuần trăng mật Để sao mà thằng con tôi á Té trầy xước hết mặt mày tay chân à okay. Tới cái chuyện ăn uống cũng không ra gì Để đến nỗi á nó bị dị ứng Chút xíu nó mất mạng Đó là những chuyện dâu thảo Vợ hiền nên làm phải không? Tôi nhớ rồi, có một chuyện cô làm được, đó là có chồng cô ngủ dưới đất. Từ một thằng con trai ngoan ngoãn, không biết cãi lời cha mẹ thì bởi vậy nhờ cô mà thằng con trai tôi được mọi người biết hết đó, tại vì nó có con vợ lắc nhăn với một diễn viên nổi tiếng. Sao? Tôi nói gì có sai không cô? Mẹ biết là những chuyện xảy ra không phải là do con cố ý mà. Đúng rồi. Sao tôi biết được? Nhĩ! Dạ? Dẹp hết mấy cái thứ đó đi! Để ờ. con! Những việc này, từ bây giờ trở đi, tôi không phiền cô nhúng tay vô nữa. Chuyện cô cần làm, mau mau ký vào đơn đi vậy và rời khỏi các nhà này. Mẹ, nhưng mà... Con yêu anh An mà Yêu à, Chắc thằng con trai tôi không có phần phước đó rồi cô ơi Một khi đàn bà ghét nhau Chuyện gì cũng có thể xảy ra <laughs> Chỉ có người chưa được làm đàn bà như Nhi Là đau khổ thôi à. Ủa Thằng An nó vẫn chưa chịu về sao <laughs> Về Để giáp mặt cái người vợ không ra gì hả Bà sao nói chuyện khó nghe quá Tôi tưởng người làm cha làm mẹ nào Cũng xót xa Khi mà hạnh phúc của con mình bị lung lai chứ Không ngờ chỉ có ba là ngoại lệ Hạnh phúc <laughs> Ông nghĩ thằng con trai của ông được hạnh phúc hả Khi có người vợ Cặp kẻ với người khác bên ngoài sao Tôi nghĩ kỹ rồi con người ai cũng có quá khứ hết nếu thật lòng yêu nhau thì nên bỏ qua những cái lỗi lầm nhỏ vợ chồng sống với nhau cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai <laughs> lỗi lầm nhỏ chuyện của con dâu ông lên báo tình tứ với người con trai khác mà ông cho là lỗi lầm nhỏ hả dù gì tôi tin là vợ thằng an nó có cái nỗi khổ riêng của nó nó không cố ý làm như vậy đâu không cố ý <laughs> vậy ông có nghĩ với thằng con trai của ông không nó đường đường là một giám đốc Người ta sẽ nhìn vô con trai cứng của ông như thế nào Nếu nó nhìn thái độ của người khác để sống Thì nó không phải là con trai tôi Công nhận Ông hay lắm Vậy nếu như ừ. Chuyện đó xảy ra với ông Thì ông có tin tôi không Chuyện gì xảy ra Chuyện bà cấm sừng tôi đó hả thì tôi sẽ không tin bà. Nhưng tôi cũng không tin người đàn ông nào dễ dàng mắc sai lầm như tôi. Mắc sai lầm? Phải. Sẽ không tìm được người đàn ông dại dột nào khác yêu bà như tôi đâu. <laughs> tôi nghe này anh thấy. Được rồi, tôi tới liền. Lần trước, tôi có nói với anh rồi đó người đàn bà nhận nuôi cậu con trai đã không thừa nhận là mình có con nuôi. Và tôi tìm hiểu được thì đúng là như vậy. Vợ chồng bà ta thì chỉ có một cậu con ruột, tên là Nguyễn Thanh Nam, sinh ra ở Mỹ. Nhưng có một điều trùng hợp khác là gia đình bà ta sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm, sau đó lại trở về Việt Nam định cư, đúng vào thời gian đứa bé con anh Duy được nhận nuôi. Nếu cậu con trai đó không do bà ta nhận nuôi thì thật vô lý, có quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Đúng vậy đó anh. Vậy anh cố gắng tìm hiểu thêm giùm tôi. Tôi... Tôi có cảm giác như có cái gì đó nó lung lai. Là chuyện của Vũ An sao? Tôi không rõ nữa. Chỉ là tôi có một cái linh cảm mơ hồ về nó. À, còn chuyện gia đình anh thì sao? Giải quyết im ấm chưa? Anh nói chuyện con dâu tôi đó hả? Đúng. Chính tôi là người để cho hai đứa nó đến với nhau tôi cũng có lỗi trong chuyện này tôi không biết là ngày xưa con dâu tôi từng có mối tình sâu đậm với anh chàng diễn viên duy thái bởi vậy mới ra nông nỗi này nhưng quan trọng là sự thật là hiện tại có nhiều bài báo viết hay không tôi tin con dâu tôi nó không làm chuyện có lỗi gì đâu vậy thì tốt rồi chỉ có điều anh biết rồi đó thằng an tôi sợ nó chịu không nổi người nào yêu nhiều hơn thì người đó khổ nhiều hơn thôi sau một đêm thì có thấy thông suốt chút nào không bà nội à mẹ chồng con nói đúng con không xứng đáng nha nan con chưa làm được gì cho ảnh cả chỉ toàn là gây chuyện cho mọi người thôi nếu người nào đòi hỏi phải xứng thì mới yêu thì người đó chưa biết yêu con có nghĩ là chồng con cần con làm gì cho nó không cái nó cần nhất chỉ là tình cảm thôi mình ngồi nghỉ ở đây đi nồi nồi ừ. miếng nước nha nồi nè nồi ừ. <laughs> Dạ. Nội biết nó sẽ hạnh phúc nếu nó làm được gì đó cho con. Vì khi đó con sẽ hạnh phúc. Mà con hạnh phúc á thì nó cũng sẽ hạnh phúc. Cũng như vậy mà con không dám. Con sợ là con lại tiếp tục mang nợ anh. Không phải có nợ với nhau mới nên vợ chồng hay sao? chắc con cũng biết tính chồng con mà lúc nào á nó cũng nghĩ về người khác chỉ giỏi ôm thiệt thòi vào mình thôi dương con sao vậy nội nghĩ không biết chừng nó gọi điện thoại cho con đó nó không giận con được lâu đâu <laughs> ừ con biết là mình phải làm gì rồi đây ừ thôi ừ. để con đưa nội về nha ờ à, được rồi <laughs> dạ ừ <laughs> Ờ <laughs> nó à, đi từ từ thôi. <laughs> tại sao lúc nào em cũng làm cho anh trở thành một kẻ tồi tệ vậy chứ mời vào đây là tài liệu em chuẩn bị anh xem qua trước đi chút nữa tụi mình có cuộc họp anh biết rồi Um, còn một việc nữa là công ty Áp Ba có nói là sẽ tăng 10% giá nguyên liệu tăng giá không phải công ty Hương Thịnh là đối tác lâu năm Áp Ba sao muốn tăng là có thể tăng một lúc 10% lần à bởi vì hiện tại Áp Ba là đối tác duy nhất có thể cung cấp loại phụ da này cho mình duy nhất à hưng thịnh đang có ít nhất là năm đối tác sẵn sàng cung cấp với giá ưu đãi người ta đã đặt vấn đề nhưng tôi vẫn chưa đồng ý bây giờ cô hãy thay mặt tôi chuyển lời đến app 3 là duy trì giá cũ không tăng một phần trăm nào hết à, em biết rồi còn chuyện gì nữa hả anh vẫn chưa ăn gì sao? Em đừng có làm gì nữa. Vậy thì để em dọn đi. Anh phải ăn đúng bữa thì mới có sức khỏe còn điều hành công ty nữa chứ. Chào dạ cô. Mời cô. Dạ cảm ơn. Anh An. có chuyện gì nữa em tính nhắc anh là cuộc họp chiều nay khá là quan trọng nên anh nhớ xem kỹ tài liệu để chuẩn bị tôi biết rồi với lại trước khi họp anh nhớ ăn cái gì đó cho tỉnh táo em đang làm quá nhiệm vụ của mình rồi đó anh coi sắp hợp tới nơi mà quần áo của anh còn sọc sệt như vậy thì coi sao được anh phải biết tự chăm sóc mình chứ em đâu phải lúc nào cũng ở bên anh để giúp anh những việc này em làm gì vậy xong rồi em đi ra ngoài đây Có lẽ là mẹ đã nói đúng Từ đầu Con không nên bước chân vô nhà này mới phải Cô ngồi xuống đi Tôi mời cô ngồi xuống nói chuyện Cuối cùng Cô cũng nhận ra được điều đó hay sao À Vậy cũng tốt Thà là cô nhận hơi muộn Còn hơn là cô khô không chắc là con không gặp được ba để nói lời cảm ơn nhờ mẹ chuyển lời giùm con tôi nghĩ không cần thiết đâu à cô chỉ đem những đồ đạc của cô về thôi chứ chắc chắn cô không cầm nhầm đồ của nhà tôi chứ mẹ yên tâm tài sản duy nhất của con lúc này là lộc tự trọng nè cô đừng quên số tiền mà chồng tôi đã trả cho nhà cô tôi biết người có lòng tự trọng như cô cô biết cô phải làm gì để yên tâm cô biết phải làm gì <laughs> chuyện này làm sao mẹ Nội Cô xin lỗi nội Nội, nội giữ gìn sức khỏe Nội đừng uống cà phê nhiều quá Không tốt đâu Chị Dương Chị định đi đâu vậy Nội, yêu nhau đã khó giữa nhau á lại càng khó hơn à, ngồi xuống đây đi con trời ơi, bác con xin lỗi ở công ty có cuộc họp nên con tới trễ bác đừng có giận con nha không sao đâu con công việc là quan trọng à, cho tôi cà phê dạ chị à, anh ơi dạ à, cho tôi xin tối dâu đi dạ nè con thay đổi sở thích hồi nào vậy dạ không con muốn thử một ly sinh tối do chính mình gọi mà không phải người khác mang tới thì nó như thế nào mà à vậy hả con à mà bác bác gọi con tới có chuyện gì không ừ bác muốn hỏi thăm con về thằng an bác không muốn trực tiếp gặp nó để nó tự thấy lỗi lầm của mình mà sửa sai dạ con thấy anh cũng buồn lắm bác Mới có một đêm mà ảnh tiều tụy hốc hát Con nhìn mà cũng thấy sót lắm Con ráng khuyên nó giùm bác nha Lúc này thằng An nó cần con Bác Bác nói vậy Con thấy có lỗi với Với ai Con yên tâm đi Con nhỏ đó không còn mặt mũi nào ở nhà bác nữa đâu <laughs> Bây giờ Nó chỉ còn ký vô đơn đi vị nữa Là không còn liên hệ gì với gia đình bác Bác Sao lại nghiêm trọng vậy hả bác ừ. Trời ơi Con tưởng là hiểu lầm Rồi mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi mà Hình ảnh rành rành trước mắt rồi Mà còn hiểu lầm sao nữa Nhưng mà dù gì bác cũng nói cho con biết Nó cũng không xứng đáng làm con dâu nhà bác nữa đâu Dạ mời chị Cảm ơn anh Dạ Nhưng mà anh An biết chuyện này chưa bác ừ bác vẫn chưa nói với nó dạ nếu như sự thật như những gì báo chí viết thì con nghĩ anh an nên kết thúc sớm sẽ tốt hơn ừ. nếu không bắt đầu thì bây giờ đâu cần kết thúc con uống sinh tố đi con dạ nhiều lúc thì sinh tố cũng ngon hơn cà phê À Thùy Dạ Công ty Java bắt nhờ con theo dõi Sao rồi À Chút xíu nữa là con quên rồi đó bác Con đã có nhờ người quen trong lĩnh vực này để tìm hiểu giúp bác rồi Công ty này chuyên cung cấp thức ăn gia súc thành lập cũng khá lâu rồi Nhưng mà công ty lại không chú trọng đầu tư chế biến thức ăn sạch theo xu hướng bây giờ Thứ hai nữa Công ty này nó nói là có xây dựng một số nhà máy chế biến thức ăn ở một số tỉnh Nhưng thực ra là không phải như vậy Thứ ba nữa là con được biết thì công ty này lại từng dính vô mấy vụ lùm xùm về đất đai, bất động sản gì đó. Chính vì vậy nên con không có tin lắm vào khả năng tài chính của công ty này đó bác. Vậy hả con? Vậy bà bắt nghe người ta nói cái công ty này nó mạnh lắm. Chuyện này thì mình phải có chủ kiến với tỉnh táo nữa bác à. Nếu mà mình đầu tư theo tin đồn thì rủi ro rất là cao. Mà chứng khoán á thì chỉ sơ suất một chút xíu thôi thì cũng nguy to đó bác. Ừ, bác hiểu rồi. Cảm ơn con nhiều nha. À, con, cái số cổ phiếu vừa rồi, con khuyên bác bán quá đúng lúc. <laughs> Khởi đầu bác thấy như vậy là có tương lai rồi. Dạ, bác cứ yên tâm. Có con ở đây rồi mà. À mà bác, con cho bác xem cái này. Nè, bác coi nè, công ty này tiềm lực mạnh, mà ngành nghề lại rất là hot đó bác Vậy hả Bây giờ con nói cho bác nghe thử coi Nội ơi Vô đi con Nội ơi nội Có chuyện lớn rồi nội ơi Chuyện gì mà làm cháu nội tôi quán hoàng lên vậy Nói Nói nhìn nè Ca sĩ diễn viên Duy Thái Đã lên tiếng Nói những bài viết trước là không đúng sự thật Vậy sự thật là làm sao anh thái nói á là chị dương với ảnh ngày xưa có quen nhau thiệt nhưng mà nay vì tình bạn nên chị dương mới tới thăm ảnh nhưng mà nội biết không ảnh á cố tình ôm chị để tạo hả? sự tin đan vậy hả ảnh hâm nóng tên tuổi á nội có chuyện này nữa sao ảnh nói á là dạo gần đây không được nhiều người nhắc đến ảnh nữa nên ảnh mới dùng cách này anh cũng gửi lời xin lỗi đến những người yêu thương ảnh trời ơi nhưng mà nội con lại không nghĩ anh thái làm những chuyện như vậy được con không tin không tin chút nào luôn á vậy á nghĩa là mọi người hiểu lầm dương rồi phải không ừ trời ơi cũng tại con hết tự nhiên làm lớn chuyện lên tin nó đăng rành rành trên báo đó con mà không nói á người khác ta cũng biết tự trách mình chi con nhưng biết được sự thật này á con lại càng thấy có lỗi với chị dương hơn con có nhớ không con hay nói với nội á ở đời phải phân biệt ba thứ ha đồ mượn rồi đồ cho đồ chung con nhớ không dạ đồ mượn thì phải trả đồ cho thì không có được đòi nha còn đồ chung á thì phải chia ra nếu con đã nghĩ được mọi sự rõ ràng á thì không nên giận người ta mà cũng đừng tự trách móc mình nữa con à hiểu chưa nhỉ dạ an bình có thể ăn một lúc ba cái chén hả dạ đâu có con dọn mỗi người một chén mà đây nè đây nè ờ thôi chết con xin lỗi cô quen như mọi khi để con dọn con mời nội mời ba mẹ ừ. ừ không biết thằng an ăn uống gì chưa nữa thằng an này thiệt là tệ để vợ nó đi như vậy mà không hay biết gì hết nó dồn tôi vào cái thế khó xử nó mới chịu mà nhưng tại sao ông lại khó xử không lẽ ông biểu con ông á phải tới năn nỉ người vợ tòm tên với người khác hả chẳng phải là tôi giải thích hết rồi sao với giả lại ngay từ đầu tôi đã hứa với bé dương rồi tôi sẽ thay cha mẹ nó mà chăm sóc cho nó để nó bỏ đi như vậy đó rồi mình làm sao mà nhìn mặt người thân của nó ờ ba hay để con nói anh an đi đón chị dương nha nè không phải chuyện của con chuyện đã tới nước này rồi người nào buộc á thì người đó phải gỡ mẹ à hai bữa rồi thằng an không về hay là con thằng an nó lớn rồi bà cứ để cho nó tự quyết định thở chút là lo lắng cứng chịu nó giết nó hư con à dạ con cứ để nó một mình tự suy nghĩ đi khi nào thích hợp á thì nó sẽ tự về thôi dạ mẹ dạy đúng ạ à. mẹ nếu mà chuyện tụi nhỏ không đi tới đâu á thì uh, con không còn mặt mũi nào để mà gặp người nhà của anh bằng hết ông này tại sao ông cứ lăng tăng gì một lời hứa bà có biết đôi khi chỉ cần một lời hứa thôi là có thể giúp được một người thoát chết không còn không có lời hứa đảm bảo Thì người ta sẽ biến thành một kẻ lừa đảo ngay lập tức Ông Ông nói cái gì mà tôi không hiểu Đã chuyển hướng thông tin Theo ý của em rồi đó Thái Cảm ơn anh Thu dọn chiến trường của em là sở trường của anh mà Nhưng mà lần này em làm như vậy á Còn gì là hình tượng của mình nữa Thái Công trình xây dựng bao nhiêu lâu nay Sụp đổ hoàn toàn rồi Có nhiều chuyện đối với em còn quan trọng hơn cả danh tiếng và hình tượng. Và có những con người quan trọng đối với em hơn cả. Mạng sống chứ gì? <laughs> anh không nghĩ một duy thái lạnh lùng như con thạch sùng như vậy mà lụy tình. Trên đời này có biết bao nhiêu cô gái dễ thương, xinh đẹp, chân dài, giấy quanh em. Mà sao cứ nhất định phải là người đó? rất dễ dàng tìm cho mình những người giàu có đẹp đẽ, Nhưng rất khó để tìm cho mình một người phù hợp. phù hợp? Ngay cả người đó là vợ của người khác. Anh không hiểu đâu. Thôi, em đi đây. Phải. Bây giờ, còn mấy hợp đồng quảng cáo bị cắt. Em tính sao? Anh quỷ giùm em mấy cái hợp đồng đó phim truyền hình luôn đi em muốn nghỉ một thời gian Hả? thái thái em nói gì vậy thái bác tính nhờ tụi con một chuyện thằng an chắc nó đang buồn nên nó ở mãi trong công ty nó không chịu về nhà các con có rảnh á thì à, lôi nó ra ngoài cho nó khuây khỏa giúp bác nó đang ở trong công ty á à, cảm ơn con à, <laughs> cách đàn ông thương con á lúc nào cũng khác đàn bà mẹ sao mẹ chưa đi nghỉ mà ra đây con lại nhớ chuyện năm xưa sao tới bây giờ con vẫn chưa tìm được hai đứa nhỏ con của anh duy đó mẹ à ừ. con yên tâm đi thế giới này rộng lớn lắm Nhưng mà nếu có lòng á Thì chắc chắn sẽ tìm được Mỗi khi có chuyện gì xảy ra với nhà mình Con đều nghĩ Đó là báo ứng Cũng có thể là như vậy đó Nhưng Cũng có thể đó chỉ là cảm giác bất an Chứ cái cảm giác này á Xuất phát từ lương tâm của mỗi người Kêu réo Dằn xé Về lỗi lầm ngày xưa từ đó mà đâm ra linh cảm đủ thứ à chắc mẹ nói đúng con chỉ mong kiếm được hai anh em của nó để bù đắp lỗi lầm mà con đã gây ra cho ảnh ngày xưa là con đã mãn nguyện rồi con à con đừng có lo nghĩ nhiều quá nói chứ không chừng hai đứa nó ở gần đâu đây mà mình không biết được chỉ là chưa có tìm ra thôi rồi chuyện của thằng an á con tính làm sao đây con muốn lần này để cho thằng an nó tự quyết định sau nhiều chuyện xảy ra con nghĩ là cuộc đời nó là của nó nó phải tự biết làm sao để mà thoải mái nhất hài lòng nhất là được rồi <laughs> cuối cùng thì con người cũng không hoàn toàn cố chấp và mù quáng chỉ có điều là nhận ra vấn đề sớm hay muộn thôi anh đang làm cái trò gì vậy như những gì em thấy thôi. Anh có biết á, là đăng tin như vậy ảnh hưởng đến tên tuổi tới hình ảnh của anh như thế nào không? Không phải là anh ghét những cái loại người dùng mấy cái scandal bậy bạ bà để nổi tiếng hả? Tại sao bây giờ lại trở thành một người như vậy? Anh không có nghĩa vụ phải trả lời cho em. Anh Thái hả? À, đam mê lớn nhất của anh là được ca hát, được diễn xuất. Tại sao bây giờ anh lại như vậy Tại sao lại trở thành một con người như vậy hả anh Chẳng phải anh đang sống Đang ngồi trước mặt em sao Cuối cùng cũng chỉ là gì của ta Anh cao thượng lắm Nhận hết trách nhiệm về mình Để chỉ bảo vệ cho vợ của một kẻ khác Vợ của kẻ khác thì sao Có ai bắt anh hết yêu một người Khi đã trở thành vợ người khác hay không anh ơi là anh có hàng trăm hàng ngàn cách yêu mà tại sao anh lại phải chọn cái cách yêu giới dẫn như vậy em yêu đi rồi biết em không cần quan tâm đến cái thứ tình yêu đó vậy thì em đừng xen vào chuyện của anh vậy thì anh cũng đừng có xen vào chuyện của em nữa được không anh xen vào chuyện của em khi nào thì anh bảo vệ cô ta chính là xen vào chuyện của em chứ còn gì nữa em không nhớ anh đã từng cảnh báo em sao đừng bao giờ đụng tới Thùy Dương. Anh không bao giờ cho em làm tổn hại cô ấy đâu. Nếu em làm hại cổ thì sao? Anh làm gì em? Em... Chỉ tiếc là lần này em chỉ làm cho cô ta bị đuổi ra khỏi nhà. Hơi nhẹ tay đúng không? Em làm cái gì? Vậy tên trên báo là do em làm. Đúng vậy, em làm đó thì sao? Đúng là chớ trêu em tốn bao nhiêu công sức bao nhiêu tiền bạc đã dựng ra một cái vở kịch hoàn hảo đó như vậy cuối cùng là bị chính anh trai của mình đạp đổ chẳng phải em cũng biến anh thành con tốt của mình không phải nhờ như vậy mà tên tuổi của anh đã được hâm nóng lại sao cảm ơn anh không cần từ đây về sau để cho anh đi được không anh tự biết mình phải làm gì em nói cho anh biết nếu mà như vậy thì anh cũng đừng quan tâm đến chuyện của em và thùy dương nữa em lập rồi chuyện của thùy dương cũng chính là chuyện của anh vậy thì được cơ hội lớn nhất của anh đang tới rồi đó em nghe nói là cô ta bị đuổi ra khỏi nhà bây giờ đang ở nhà mẹ ruột kìa anh đi tới đó mà tìm cô ta em nói cô bị đuổi ra khỏi nhà là sao anh tự đi đến đó mà tìm hiểu mẹ dương con định không ăn uống gì sao xuống ăn cơm đi mẹ dọn sẵn rồi đó con cứ vậy hoài mẹ cảm thấy có lỗi lắm đó con biết không ngày trước á vì ngăn cản con với di thái mà hai mẹ con phải xa nhau hai năm trời bây giờ chỉ vì sự ích kỷ của mẹ bắt con gái cho gia đình đó để con lỡ dở đời con gái Mẹ Mẹ đừng tự trách mình nữa Cũng tại con Con không tốt Nên mới liên lụy đến mẹ Vậy Chuyện giữa con với Duy Thái Mẹ Mẹ không tin con sao Chỉ là hiểu lầm thôi Còn với anh Thái Không còn gì hết Vậy là Duy Thái nó còn thương con sao Chuyện đó bây giờ Đâu còn quan trọng nữa Con cũng biết bổn phận của một người vợ Nên làm là gì mà Có điều là Chồng con Không tin con Mà lại còn Còn sao Con Con nói đi Chồng con sao Ờ à, Không sao đâu ạ Thanh giả tự thanh Từ từ mọi chuyện Cũng sẽ rõ ràng thôi có thiệt là con không sao không ừ, thật mà thôi hai mẹ con xuống ăn cơm đi con đói bụng quá ờ à, đi xuống đi con ừ. Rồi, vô. Vô à. ừ. Vậy à. Tao thấy ở cổ Có cái gì đó rất dịu vậy Đam mắm nhưng cũng mong manh Tụi bay biết là lúc nào tao cũng muốn được chăm sóc và bảo vệ cổ Ok Nhưng thì sao Hả? Cuối cùng thì cô ta cũng không quên được mối tình cũ của cô ta À. Tại... Nhưng mà Dù sao đi nữa Tao cũng phát hiện là Tao lúc nào cũng cần tới cậu à. Rồi Có những giận hờn Rồi Có thể trách móc Nhưng mà khi rời xa thì lại tốn trải Quang mang Vậy là sao chứ rốt cuộc lại lớp Lại gì hả mày Lại gì thằng đang yêu rồi đó thôi à. chúc mừng cho thằng bản thân Do. của anh vô ừ. ủa sao không nghe điện thoại lỡ vợ mày gọi thì sao Ừ, đúng rồi Thôi nghe làm gì Tao gọi cho cổ cổ còn không chịu nghe, huống chi là cổ gọi cho tao Vô đi tụi bay Vô Sao gọi vô không nghe máy Vậy thì được Cơ hội lớn nhất của anh đang tới rồi đó Em nghe nói là cô ta bị đuổi ra khỏi nhà Bây giờ đang ở nhà mẹ ruột kìa Anh đi đến đó mà tìm cô ta Em vẫn một mình rồi theo phía xa chân trời vẫn nhìn lại phía sau đêm nỗi đau của quá khứ Em nghe trong gió dường như có tiếng thì thầm khuyên rằng em quên đi hay sống tiếp cuộc đời dạ con vừa tới nơi con vô chút xíu rồi về em chơi con... biết là không thích nhưng mà xin được của bạn thì bạn chọn tôi biết rồi con biết rồi tôi dạ. Đã... à. 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 Hiệp trước bay mà rồi 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 tôi tới liền tôi xin lỗi cô thử điện thoại lại xem có xài được không nước mắt Sao đông đêm cho tôi gấp quá Không có thời gian cả Cô cầm cái tiền này sửa lại giùm tôi nha đấy là anh hả Cô Cuốn sổ và chữ ký tìm, Anh nhớ được vậy là tốt đó Anh còn... ế nè Nè Anh định dùng tiền để giải quyết mọi việc hả? Bây giờ điện thoại của tôi hư rồi Giữa đêm giữa hôm Rồi tôi liên lạc với người nhà như thế nào? Lỡ như mà tôi có chuyện gì xảy ra rồi sao? Còn sớm mà Với lại nếu có thời gian Tôi xin lỗi cô sau nha Anh biết gấp Người khác không biết gấp hả? Chừng này tiền của anh giải quyết được hả Bao nhiêu đầy đủ chưa Chứ lại tôi không có thời gian thật mà Ngày mai Ngày mai tôi sẽ đợi cho cô nha. À. Nhưng mà lấy gì tôi tin anh Bây giờ điện thoại tôi hư rồi Tôi cũng đâu gọi điện thoại về nhà được đâu Rồi theo phía xa Chân trời Vẫn nhìn lại phía sau Đêm nỗi đau của Đây, cô cầm lấy đi à, Nè, Em nghe trong cô còn muốn gì nữa cô nữ ừ. à, à, Anh cần liên lạc hơn tôi à, Tôi chỉ muốn thử anh thôi Ôi, Nhưng mà Anh cũng không đến nỗi nào Không đến nỗi nào ừ. Ý cô tôi là loại người ừ. Là loại người giống như anh đang nghĩ đó Rơi, Ê, nhưng mà cái điện thoại của tôi hư rồi đó Anh à, phải có trách nhiệm sửa nó giờ anh anh, sáng, Ngày mai, giờ này, tôi sẽ đến đây Anh lo mà tới đó Chỉ một nụ cười Có thể làm cho người ta nhớ suốt đời nhưng những đau đớn em sẽ tha thứ em đi tìm một lối thoát rồi thời gian trôi qua đi thanh xuân qua đi chỉ còn có yêu thương ở lại rồi thời gian trôi qua đi thanh xuân qua đi chỉ còn có yêu thương ở lại là vũ an gọi cho mình